Dù phải làm khách nhưng chuyến đi tới Pleiku của câu lạc bộ Công an Hà Nội FC được dự báo không quá hung hiểm. Lý do là bởi Hoàng Anh Gia Lai hiện không còn mạnh mẽ như trước sau khi nhiều ngôi sao ra đi. Đội bóng của huấn luyện viên Kiatisak đang trong quá trình trẻ hóa, nên việc đối đầu với các đội thuộc diện ứng viên vô địch là rất vất vả. Chính bởi thế chiều tối nay, nhà đương kim vô địch V-League đã cho tới hai cầu thủ trẻ ra sân ngay từ đầu là Hoàng Văn Toản và Giáp Tuấn Dương. Tới hiệp 2, đội khách còn tung cầu thủ trẻ tân binh Hồ Văn Cường vào sân, 80. Ba cầu thủ trẻ này chính là ba cái tên đang được huấn luyện viên Chu Xie đặt trọng tâm cho kế hoạch trẻ hóa đội tuyển Việt Nam. Ngoài ba cầu thủ trẻ kể trên, trận này câu lạc bộ Công an Hà Nội FC cũng cho Phạm Văn Luân, một tân binh mới được huấn luyện viên Chu Xie đôn lên đội tuyển quốc gia, thi đấu từ đầu. Có thể nói, các nhân tố trẻ và mới mẻ của câu lạc bộ Công an Hà Nội FC đang được ông Chu Xie chú ý đều được nhà đương kim vô địch tạo điều kiện thi đấu tại vòng 2 V-League năm 2023 đến năm 2024. Đấy là tin rất vui cho vị chiến lược gia người Pháp. Bởi ông Chu Xie mới đây tuyên bố, ông rất cần các học trò thường xuyên thi đấu tại cấp câu lạc bộ để cải thiện khả năng và duy trì phong độ cao, hòng chơi tốt mỗi khi lên tuyển. Bên cạnh bốn cái tên kể trên, trận này câu lạc bộ Công an Hà Nội FC có hai nội binh ghi bàn, cũng đều là những nhân tố quan trọng trên đội tuyển quốc gia. Đấy là cầu thủ chạy cánh Hồ Tấn Tài và trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Hiện câu lạc bộ Công an Hà Nội FC đang là một trong các đội tập trung nhiều tuyển thủ quốc gia nhất. Việc đội bóng này chơi ổn định lại tạo được điều kiện cho lớp trẻ thi đấu sẽ là điều kiện rất tốt cho ông Chu Xie khi sắp tới đây, ông sẽ cùng đội tuyển Việt Nam chinh chiến nhiều giải đấu quan trọng. Kể từ 16 tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á làm khách trên sân Philippines. Tới ngày 14 tháng 1, chúng ta sẽ đá vòng chung kết Asian Cup 2023 với trận đầu vòng bảng gặp Nhật Bản.